Xin chào các bác, chào các bạn đã xem video của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác và các bạn một thảo dược mới. Thực ra thảo dược này không phải là thảo dược mới, mà thảo dược này nó hơi hiếm. Đó chính là tầm gửi trên cây chanh, thường gọi là tầm gửi chanh. Thì các tác dụng của tầm gửi chanh thì nó cũng có một số cái tác dụng giống như tầm gửi cây dâu và tầm gửi cây gạo. Đó là đều tác dụng rất tốt cho thận, tác dụng thải độc gan và thải độc cơ thể. Ngoài ra thì nó còn dùng để kết hợp với những vị thuốc khác để chữa về các bệnh như xương khớp, viêm phổi thận, phù nề, các bệnh về gan, về dạ dày, về tiêu hóa. Đặc điểm nhận dạng của tầm gửi cây chanh là nó có cái mùi đặc trưng của cái cây mà nó ký gửi, nó là cái mùi thơm trên cây chanh. Tầm gửi cây chanh thì hiện tại rất là hiếm. Quý vị mà có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 đang hiện trên màn hình của quý vị. Tầm gửi cây chanh thường được sử dụng vào các việc như là chữa ho lâu ngày không khỏi, chữa bệnh về sản phụ gầy mòn, nhất là sau khi sinh, thường gọi là bệnh hậu sản, và một số các loại bệnh khác nhưng mà chúng tôi hiện nay không được biết đến. Qua video này thì cũng mong muốn là các bạn hoặc các thầy mà có xem được cái video này thì cũng hãy chia sẻ cùng với chúng tôi về cái tác dụng của tầm gửi cây chanh để mọi người cũng biết. Và ai có tầm gửi cây chanh hãy liên hệ chúng tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình để cung cấp cho tôi những cái tầm gửi cây chanh để chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng với một cái giá cả hợp lý. Hiện nay thì tầm gửi cây chanh thì rất là hiếm cho nên giá rất là cao. Các bạn có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi, và bạn hãy đăng ký kênh video của tôi để luôn luôn cập nhật những video mới nhất. Xin chào các bạn. Các bạn có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với tôi qua số điện thoại đang hiện trên hình. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi, và bạn hãy đăng ký kênh video của tôi để luôn luôn cập nhật những video mới nhất. Xin chào các bạn.